Trước khi phần thi của chúng ta bắt đầu, xin trân trọng kính giới thiệu hai thành viên của ban giám khảo vừa kịp chiến đà, đó là cô Đàm Thị Kim Hoa, chủ tịch công đoàn nhà trường, và cô Cao Thị Hồ Trang, chủ ban liên hệ nhà trường, và phần thi của ba đội, các đội chuẩn bị trong chưa? Âm nhạc chúng ta cùng đếm ngược nào, 3, 2, 1. Vâng, cảm ơn phần chào của